Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Nếu như các bạn để ý trên thế giới smartphone của những chiếc flagship thì gần như là họ chỉ sử dụng cái độ phân giải 12 chấm hoặc là 12,2 chấm mà thôi. Mình có thể lấy ví dụ tiêu biểu như là con S10, S10 cộng, Note 10, Note 10 cộng, rồi Google Pixel 3, 3XL, 4, 4XL, thậm chí là Apple iPhone thì sử dụng cái độ phân giải 12 và 12,2 từ rất lâu rồi. Thế nhưng tại sao khi đến với bộ ba Samsung Galaxy S mới năm nay, phiên bản cao cấp nhất sẽ là S20 Ultra lại sử dụng cái camera lên tới là 108 megapixel mà không phải là 12 chấm, không phải là 24.48.64 chấm vốn đã rất quen thuộc trên thị trường rồi mà lại là 108 megapixel? Phải chăng đây là một điểm khác biệt và tại sao Samsung lại làm như thế? Quan trọng hơn, nó lại là trên phiên bản cao cấp nhất của họ. Thì đây sẽ là những lý giải và những cái chia sẻ của mình về cái vấn đề này. Em quan tâm thì bấm like video và xem tiếp nhé. Và ngay từ lúc này các bạn cũng đã có thể đặt trước được cho mình những chiếc Galaxy S mới của nhà Samsung và rất nhiều ưu đãi kèm theo. Tại 7S đây, ví dụ như tặng tai nghe mới này, chưa ra mắt đã tặng luôn. Ví dụ như là thẻ nhớ 128GB này, rồi ví dụ như là đế sạc không dây này, rồi rất nhiều ưu đãi khác của Galaxy Gift. Mình nghe đâu bảo là không nhận quà tặng còn được giảm trực tiếp luôn là 4 triệu luôn cơ. Hấp dẫn vãi nạn luôn. Anh em quan tâm, và nếu các bạn là fan của nhà Samsung thì hãy đặt ngay nhá. Cơ hội lần này mình nghĩ sẽ thực sự rất là tốt dành cho các bạn luôn đấy. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện click hơn. Thế thì quay trở lại một cái vấn đề camera trên smartphone, thì thực chất ra chúng ta là một sự kết hợp của hai thứ, đó là cái cảm biến trên điện thoại và cái quan trọng hơn cả chính là cái thuật toán xử lý hình ảnh. Thì các bạn cứ hiểu đơn giản là trên camera trên điện thoại đây, ví dụ như là con 11 Pro Max, ví dụ như là con Galaxy A71 như thế này, thì các bạn sẽ nhận thấy một điều, đấy là cái kích thước cảm biến của mỗi cái camera này nó rất nhỏ. Và cụ thể hơn thì nó sẽ chỉ loanh quanh ở mức tầm khoảng 1/2.55 inch này, 1/2.3 inch trước đây này, rồi hiện tại một vài sản phẩm độc đáo hơn một chút xíu được customize lại của Huawei thì có thể là 1/1.7 inch hoặc là 1/1.54 inch. Thế thì nó là những cái con số, các bạn cứ hiểu đơn giản là nó rất bé so sánh với những cái cảm biến ví dụ như APS-C của máy ảnh Canon, cảm biến full frame của máy ảnh Canon, Sony các thứ, hay là thậm chí nó cũng còn nhỏ hơn cả cái cảm biến của máy ảnh Micro Four Thirds trên con GH4 mà mình vốn hay sử dụng để mà mình quay video review chẳng hạn. Thì điều này nghĩa là nếu như chúng ta có một cái kích thước cảm biến quá nhỏ như thế thì cái lượng ánh sáng thu lại, cái lượng thông tin thu lại khi mà chúng ta chụp một tấm hình từ cái cảm biến đó nó sẽ không nhiều, và kể từ đó chúng ta sẽ cần phải có những cái thuật toán xử lý hình ảnh. Ví dụ như là Apple iPhone thì họ chụp nhiều tấm hình cùng một lúc, sau đó họ sẽ phân tích sử dụng những cái AI của họ, họ sẽ xử lý vùng sáng như thế nào, xử lý vùng tối như thế nào, và kết cục là chúng ta sẽ có một tấm hình như thế nào như thế nào. Cái tấm hình cuối cùng các bạn nhận được, file JPEG, nó đã trải qua rất nhiều cái công đoạn xử lý rồi, chứ không phải là một cái file ảnh thô giống như ảnh RAW trên máy ảnh chụp mà các bạn vẫn đã quen thuộc. Và một cái vấn đề ở đây đó là Samsung cũng có những cái thuật toán tốt như thế, Pixel cũng có những thuật toán tốt như thế. Và cái vấn đề là cũng là camera 12 chấm, nhưng Galaxy Note 10 cộng đứng trên top bảng xếp hạng của Diego Mark, và rất nhiều anh em trên thế giới trong làng công nghệ cũng đều đánh giá là cái camera của con Galaxy Note 10 cộng chụp hình thực sự rất là ngon trong gần như là mọi trường hợp, thiếu sáng ok, đủ sáng ok. Và một cái vấn đề ở đây tức là khi mà họ đã có một cái thuật toán xử lý hình ảnh tốt như thế, với chỉ camera 12 chấm đã cho chất lượng hình ảnh tốt như thế, thế thì khi lên đến 108 chấm kết hợp với những cái thuật toán xử lý hình ảnh tốt như thế nữa, thì chắc chắn người dùng sẽ còn nhận được những bức hình nó còn ấn tượng hơn nhiều lần nữa so sánh với 12 megapixel. Đó, vấn đề mấu chốt nó ở đây. Nhưng bên cạnh cái việc mà chúng ta có một cái thuật toán xử lý hình ảnh rất tốt đến từ những hãng thì hầu như là hãng nào cũng đều có thuật toán xử lý hình riêng rồi, vậy thì với cảm biến 108 chấm nó còn có những cái lợi ích gì nữa hay không? Thì câu trả lời của nó là thực sự rất là nhiều, chứ không phải chỉ để làm màu giống như nhiều bạn vẫn hay nghĩ đâu. Cái lợi ích đầu tiên chính là gia tăng kích thước cảm biến ảnh lên. Thì nếu như các bạn đã quen thuộc 12.1/2.55 inch, 48.1/2 inch, 64.1/1.7 inch, hay là bây giờ 108 chấm của con Mi Note 10 chẳng hạn thì nó là 1/1.33 inch, tức là kích thước cảm biến nó sẽ tăng lên. Kích thước cảm biến tăng lên đồng nghĩa chúng ta sẽ có một cái khả năng thu nhận ánh sáng tốt hơn, và cái chất lượng file thô khi mà một lần mà cái cảm biến đó thu lại hình ảnh nó sẽ chất lượng hơn so với 12 chấm.
Và vấn đề ở đây là các bạn cứ hiểu là khi mà Samsung có một cái cảm biến tốt hơn, nó sẽ thu lại được những cái thông tin ảnh hình, hình ảnh tốt hơn, kết hợp với những cái thuật toán xử lý AI của họ tốt hơn như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một tấm hình đẹp hơn. Và đấy chính là cái lợi ích mà mình thực sự đánh giá là nó quan trọng nhất khi mà tăng cái độ phân giải của cái camera này lên. Thì nó cũng có một vài trường hợp quen thuộc trước đây, ví dụ như là con Mate 30 Pro chẳng hạn, với kích thước cảm biến của nó là 40 chấm và 1/1.7 inch, thì nó cũng gia tăng lên đó. Các bạn cứ hiểu là tăng độ phân giải, tăng kích thước cảm biến, file thô sẽ ngon hơn. Lúc này thì mình tin sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao không tăng kích thước cảm biến nhưng vẫn giữ lại được cái độ phân giải chỉ là 12 chấm. Thì lúc này cái điểm ảnh sẽ có kích thước lớn hơn, thu nhận ánh sáng cũng tốt hơn, các thứ. Thế thì lúc này nó lại liên quan một vấn đề, nó gọi là năng lực xử lý hình ảnh. Tại vì trên những cái bộ vi xử lý hiện tại sử dụng cấu trúc ARM thì nó sẽ vẫn có một cái giới hạn nhất định, chứ nó không thể nào nó mạnh được giống như là những cái bộ vi xử lý trên máy ảnh hoặc là thậm chí trên máy tính, các thứ mà các bạn đang sử dụng. Một cái vấn đề ở đây là khi xử lý một cái hình ảnh với độ phân giải cao nhưng kích thước điểm ảnh nó thấp, chỉ tầm khoảng 0.8 micromet hoặc là 1 micromet hoặc 1.4 micromet, thì nó sẽ khác đi rất nhiều so với xử lý một tấm hình 12 chấm nhưng kích thước cảm biến thậm chí nó có thể lên tầm 2, thậm chí là 3 micromet. Thì đây mình nghĩ nó đến từ vấn đề gọi là năng lực xử lý hình ảnh trên những thiết bị di động nó vẫn còn giới hạn, vậy nên là những hãng sẽ quyết định tăng cái độ phân giải lên. Xử lý nó sẽ chậm hơn một tí nhưng nó vẫn sẽ xử lý được, chứ không phải là nó không hỗ trợ hoàn toàn giống như một vài những cái sản phẩm kia. Ok nhá. Lợi ích thứ hai, đấy là tăng chi tiết của tấm hình cuối cùng các bạn nhận được lên. Các bạn cứ hiểu đơn giản là 12 chấm thì nó sẽ chỉ có một cái khung như thế này thôi. Không thể nào các bạn muốn zoom nó vào mà chúng ta vẫn giữ là một cái độ nét thực sự tốt được, bởi vì nó chỉ là 12 chấm thì các bạn sẽ phải chấp nhận ở cái 12 chấm. Lúc này với 108 chấm thì các bạn hiểu nó to như thế này này. Thì lúc này nếu chúng ta muốn zoom lại thì cái chi tiết hình các bạn nhận được nó cũng sẽ là tốt hơn. Hoặc thậm chí có một cái hay, đấy là khi chúng ta sử dụng cái tấm hình với độ phân giải là 108 megapixel đó mà nén nó lại thành một tấm hình chỉ còn độ phân giải đâu đó tầm khoảng 14 chấm, 16 chấm chẳng hạn, 20 chấm chẳng hạn, thì khi mà chúng ta gộp lại thì cái hình ảnh cuối cùng các bạn nhận được nó cũng sẽ nét hơn so với cái tấm hình mặc định nó là 12 chấm. Đó. Hiểu đơn giản là một cái anh to nén nó lại thì nó vẫn sẽ chất lượng hơn so với một thằng mặc định nó sẽ là như thế. Kiểu là như vậy. Mình nghĩ là các bạn sẽ hiểu cái vấn đề này. Bạn nào mà hay chụp hình và bạn nào làm video thì sẽ hiểu một cái vấn đề đấy là quay 4K sau đó dựng ở Full HD và là nén 4K lại nó sẽ nét hơn hẳn nếu như quay mặc định ở Full HD luôn. Cái này cũng tương tự là như thế. Lợi ích thứ ba nó chính là hỗ trợ zoom tốt hơn. Thì tại sao mình lại nói là zoom tốt hơn? Đơn giản thôi, đứng từ xa, chụp vào một cái biển hiệu với rất nhiều dòng chữ chi chít, camera 64 chấm trên con Galaxy A71 đã thể hiện rất rõ được cái lợi thế ở cái độ phân giải cao của nó là 64 chấm. Các bạn zoom lại, các bạn vẫn có thể đọc được rất là rõ ràng những cái chữ ở trên cái biển hiệu đó. Thì với lần này, với 108 chấm, chúng ta cũng có thể hỗ trợ zoom một cách xa hơn, kết hợp với một vài những cái thuật toán, ví dụ như nhiều ống kính zoom sẵn đã là 10x rồi chẳng hạn, rồi kết hợp với cả cái ống kính 108 chấm này thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn có một cái chi tiết hình tốt hơn khi chúng ta zoom xa ra. Thật ra mà nói thì zoom trên những chiếc smartphone thì nó mang tính chất gọi là vui vẻ là chính thôi, chống trái những một vài trường hợp là chính thôi, chứ giá trị sử dụng thực tế thì mình đánh giá nó vẫn chưa nhiều. Nhưng có, nó vẫn méo mó hơn là không, và chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào trong những thế hệ sau này các bạn sẽ nhận được một cái khả năng zoom trên smartphone tốt hơn nhiều nữa. Thì đây sẽ là những cái bước đệm ban đầu để giúp chúng ta có những công nghệ trong tương lai một cách tốt hơn. Và bản thân mình đánh giá thì 108 chấm nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn zoom hình ảnh một cách tốt hơn. Đó. Và cuối cùng chính là hỗ trợ cho Samsung marketing một cách dễ dàng hơn. 12 chấm, trời ơi, con số này đâu đáng để nói đến đúng không? Rất nhiều sản phẩm tầm trung bây giờ đã dùng cái con số 48 chấm để PR về camera của họ. Rất nhiều sản phẩm hiện tại cũng dùng cái con số 64 chấm để PR cái camera của họ. Lần này, với 108 megapixel trên con S20 Ultra, chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt so sánh S20 và S20 Plus, cũng như rất nhiều sản phẩm gọi là phổ thông trên thị trường bây giờ mà vốn các bạn đã quá quen biết rồi. Thế nên 108 chấm nó sẽ giúp Samsung định hình sản phẩm của họ một cách tốt hơn, cũng như là khẳng định lại một điều, đấy là camera của Samsung thực sự rất cao cấp và nó có độ phân giải như thế này, người dùng nhìn vào cái biết ngay. Đó, vậy thôi. Và các bạn nghĩ sao về những lợi ích mà camera 108 chấm mang lại? Và các bạn nghĩ sao về cái camera này, chỉ còn Galaxy S20 Ultra sắp tới sẽ được ra mắt? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đừng quên là ngay từ thời điểm này các bạn cũng đã có thể đặt trước được cho mình
chiếc Galaxy S mới của nhà Samsung với rất nhiều ưu đãi quà tặng kèm theo tại 7S. Ví dụ như tặng tai nghe, tặng thẻ nhớ, rồi tặng voucher, rất nhiều thứ khác không nhận quà tặng sẽ được quy đổi giảm giá trực tiếp ngay đâu là 4 triệu thì phải luôn đấy. Hơi bị hấp dẫn đúng không? Link sẽ về bên dưới và mình sẽ ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Còn bây giờ thì bye!